Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc theo hình thức trực tuyến để quán triệt triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị cùng chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trường đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo chủ chốt các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố trong tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt những nội dung cốt lõi trong kết luận số 21 Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Kết luận số 03 của Bộ Chính trị thực hiện kết luận số 21 Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 quy định 37 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và hướng dẫn số 02 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm. Để đảm bảo thực hiện quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức 4 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính về lao động việc làm theo hình thức 4 tại chỗ và phần mềm VNPT ITED. Hội nghị tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp được cán bộ của Ban Quản lý các khu công nghiệp hướng dẫn cách thức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 đối với các thủ tục hành chính của Ban Quản lý các khu công nghiệp trên phần mềm VNPT ITED, hướng dẫn một số nội dung mới liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực lao động việc làm, cụ thể như chấp thuận vị trí việc làm, cấp lại giấy phép lao động và thông báo nội quy lao động theo hình thức bốn tại chỗ. Cũng trong buổi tập huấn, một số ý kiến thắc mắc của đại diện các doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động việc làm đã được cán bộ của ban quản lý các khu công nghiệp giải đáp kịp thời. để thích ứng linh hoạt phòng dịch hiệu quả trong tình hình mới theo đúng tinh thần nghị quyết số 128 của Chính phủ và chỉ thị 18 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Tam Dương đã bám sát chỉ đạo của tỉnh để thống nhất quan điểm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, chủ động xét nghiệm sàng lọc, tầm soát dịch COVID-19, kịp thời phát hiện và có các phương án phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả. Những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng, xác định nguy cơ lây lan dịch là rất lớn. Ủy ban nhân dân xã An Hòa đã nâng mức độ phòng chống dịch lên mức cao nhất. Toàn bộ người dân ra vào trụ sở của Ủy ban nhân dân xã đều được kiểm soát chặt chẽ ngay tại cổng. Cùng với trang bị tủ thuốc, hàng tuần, đơn vị đều chủ động thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 đối với cán bộ, công nhân viên chức, người lao động để tầm soát dịch đồng thời tăng cường kiểm soát chặt chẽ các trường hợp liên quan đến các vùng dịch, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng dịch, chủ động khai báo y tế, hạn chế di chuyển để kiểm soát dịch bệnh, phòng tránh nguy cơ lây nhiễm. Phát huy hiệu quả của tổ Covid cộng đồng, đi từng ngõ gõ từng nhà, ra từng đối tượng, để phát hiện những trường hợp đi đến vùng dịch yêu cầu khai báo y tế phát hiện nhằm phát hiện để tách ra khỏi cộng đồng dân cư. Để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh, trường tiểu học Kim Long luôn cập nhật diễn biến dịch COVID-19 hàng ngày, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm, kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn nguồn lây từ bên ngoài, phòng ngừa hiệu quả từ bên trong, chủ động theo dõi sức khỏe hàng ngày của trẻ và thường xuyên thực hiện test nhanh COVID-19 cho cán bộ, giáo viên và học sinh để tầm soát dịch. Trước khi đến lớp thì các cháu được phụ huynh học sinh phối hợp với giáo viên chủ nhiệm rất chặt chẽ trong cái việc kiểm tra thân nhiệt và cái giám sát sức khỏe của học sinh. Để thích ứng linh hoạt phòng dịch hiệu quả trong tình hình mới theo đúng tinh thần nghị quyết số 128 của Chính phủ và chỉ thị số 18 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Tam Dương đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn trang bị tủ thuốc, kit test nhanh kháng nguyên, xây dựng nội quy phòng dịch chặt chẽ, sẵn sàng các phương án phòng dịch theo phương châm bốn tại chỗ, không để bị động bất ngờ trước dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay. Chúng tôi đã tổ chức kích hoạt và sẵn sàng cái khu cách ly tập trung 1.260 giường phục vụ cái cách ly tập trung. Thứ hai là triển khai cái khu điều trị quy mô 190 giường bệnh đảm bảo các cái điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ công tác điều trị F0 tại huyện. Thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo tinh thần nghị quyết số 128 bảo vệ thành quả chống dịch trên địa bàn, huyện Tam Dương xác định rõ nới lỏng chứ không buông lỏng, tuyệt đối không được lơ là chủ quan, mất cảnh giác với dịch bệnh. Ngày 31 tháng 12 năm 2021 là thời hạn cuối cùng để xe kinh doanh vận tải được đổi biển số nền trắng sang vàng. Sau thời gian này, xe ô tô kinh doanh vận tải không thực hiện đổi biển số thì sẽ bị xử phạt theo quy định. Hiện nay, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đang tăng cường cán bộ tiếp dân, hướng dẫn doanh nghiệp cá nhân làm thủ tục cấp đổi biển số, xây dựng quy trình thuận tiện, nhanh chóng, tạo điều kiện tối đa cho người dân doanh nghiệp không làm phát sinh những thủ tục chi phí đi kèm việc đổi biển số xe ô tô kinh doanh vận tải từ nền trắng sang vàng rất đơn giản chủ xe hoặc người được ủy quyền đến phòng cảnh sát giao thông khai theo mẫu và được cấp giấy hẹn doanh nghiệp nếu đổi biển số vàng với nhiều xe thì phải có công văn kèm theo danh sách thông tin biển số xe phải chính xác đối với trường hợp xe do doanh nghiệp đứng tên khi đổi biển số vàng kèm đổi giấy đăng ký xe phải làm tờ khai theo mẫu cho từng xe trong trường hợp không thay đổi số và thông tin chủ xe cá nhân và doanh nghiệp không phải mang xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra, không phải cà số khung, số máy. Sau khi nhận biển số vàng, chủ xe mới nộp lại biển số trắng cho cơ quan đăng ký xe. Do đó, quá trình đổi biển số vàng sẽ không gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các cá nhân và doanh nghiệp. À, được nghe chỉ thị của nhà nước đổi biển sang biển vàng với những cái doanh nghiệp hoặc là kinh doanh thì chúng tôi đã làm thủ tục đổi biển chắn sang biển vàng thì quá trình làm thủ tục nó nhanh gọn, lấy nó đơn giản, không rườm rà. Đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh đã thực hiện cấp đổi được hơn 5.000 biển số vàng cho các phương tiện, đạt tỷ lệ trên 96%. Việc cấp đổi màu biển số nhằm giải quyết nhiều nút thắt trong việc quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là đảm bảo cạnh tranh bình đẳng theo lộ trình, ngày 31 tháng 12 năm 2021, những trường hợp không thực hiện đổi biển số sang màu vàng sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm D, khoản 7, điều 30 nghị định 100 của chính phủ. Cụ thể, phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 đến 8 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô không thực hiện đúng quy định về biển số. Do vậy, người dân nên sớm đến đổi biển số theo quy định để tránh bị xử phạt. Nhằm bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn, công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, đối tượng, tập trung vào các tuyến, địa bàn, các tụ điểm phức tạp về ma túy, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả, trấn áp mạnh tội phạm ma túy với mục tiêu vừa bảo đảm an ninh trật tự, vừa phòng chống dịch COVID-19 cùng với triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, lực lượng công an toàn tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án đấu tranh phòng ngừa, từng bước ngăn chặn và khống chế nguồn ma túy từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Năm 2021, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện và khởi tố hơn 300 vụ với gần 420 bị can liên quan đến ma túy. Tội phạm ma túy ngày càng tinh vi xảo quyệt do vậy cuộc chiến trên trận tuyến đấu tranh với tội phạm ma túy không chỉ là công việc riêng của những trinh sát đấu tranh trực diện với tội phạm ma túy mà phía sau cần phải có sự vào cuộc chung tay góp sức của các ngành các cấp các tổ chức đoàn thể quyết tâm đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng xã hội vì cuộc sống bình yên vì hạnh phúc của nhân dân